Năm nay các nhà vườn ở các tỉnh Nam Trung Bộ cũng như là tỉnh Phú Yên thì đều thận trọng với vụ hoa Tết. Ngay từ khi xuống giống thì hầu hết nhà vườn đều giảm số lượng chậu hoa lớn vì giá cao. Theo nhiều nông dân ở các làng hoa Tết truyền thống thì sở dĩ họ lựa chọn giảm số lượng đi là do dự báo năm nay hoa sẽ khó tiêu thụ hơn là mọi năm do ảnh hưởng của thiên tai cũng như là đại dịch Covid-19. Phản ánh sau của phóng viên truyền hình Nhân dân tại thành phố Tuy Hòa, vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh Phú Yên. Năm nay gia đình bà Lương Thị Vương chỉ trồng 300 chậu hoa cúc Tết, giảm hơn 150 chậu so với năm ngoái mà hầu hết lại là chậu nhỏ. Bà Vương nhận định Tết này sức mua hoa sẽ giảm hơn mọi năm. Giảm số thông rộng chứ mà còn tiền bỏ ra thì làm đó mà chừng sợ nó mình dịch một cái nữa coi như con chết. Luôn. Dần rơi vào cái tình thế là bị động, thiếu thối lượng năng. Có nhiều anh em người ta tính người ta trồng cả ngàn nhưng bây giờ giảm xuống chỉ còn có 300 thôi. Nhưng năm trước mỗi năm hơn 500 hộ dân ở thành phố Tuy Hòa bán ra thị trường trên 70.000 chậu hoa cây cảnh, nhưng năm nay giảm còn một nửa. Những loại hoa trồng từ 1 đến 2 năm trước, năm nay mới bán được, lại càng lo hơn vì đầu tư nhiều, sợ giá thấp. Lo lắng là vậy, song điều mà người trồng hoa Tết có thể làm được lúc này là chăm hoa thật kỹ để nở đúng vào dịp Tết và tiêu thụ hết. Bởi nếu không vô liếng dành dụng cả năm đổ vào hoa Tết, đến giờ chót xuất vườn, gặp bất lợi thì sẽ bị thua lỗ nặng.